Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là evowar.io nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy lại cho mình một like, một cái comment và một chia sẻ nha anh em. Nó là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai này nhé. Và rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Let's go. Thì ở đây thì hôm nay chúng ta vẫn cố gắng là ngày cuối tuần. Hôm nay là sáng buổi sáng thứ bảy anh em ạ. Sáng thứ bảy ngày cá tháng 4 thì hôm nay là ngày quốc tế nói dối anh em. Và mình hy vọng là mình cũng sẽ được đạt được top 1 anh em nhá. Để kỷ niệm. Đáng lẽ mình nên đặt là mùng 1 tháng 4 thì nó sẽ là hợp lý hơn à. Hôm nay là đã là ngày 1 tháng 4 rồi anh. Úi giời ơi. Nhân, ok anh em, mình sẽ cố gắng là đánh để không chết mạng nào anh em ạ và lọt top 1. Cố gắng anh em nhá. Rồi, cố hết sức. Nào, nào, lượn đi, lượn đi, lượn lờ đi. 8 phút 23 giây và hiện tại cái rank của mình đang là rank 28 anh em nhé. Hiện tại rank mình rank 28 tổng rank ấy, tổng rank là 28 ha. Cũng không phải là cao lắm. Không biết là rank cái này như là rank là 35 thì phải anh em ạ. Ok. Rồi. Chúng ta đang là được 12.500 anh em ạ. Ok. Tiếp tục đi, tìm nào. Đây rồi, một bé. Một bé vào luôn anh em ơi. Một bé vào là ăn đấm luôn. Hai bé là ăn đấm luôn. Còn bé nào muốn thử thách bản thân, thử thách khả năng của bản thân mình thì hãy vào đây nhé. Hello. Ui rồi, rồi. Nhờn này, một bé lên bảng đếm số tiếp. Người thanh niên này thì không thể nào mà có thể ăn được mình anh em ạ. Xoài. Đấy. Chúng đang ăn rất nhiều cái item, rất nhiều cái thức ăn khác nhau. Và hiện tại mình đang top 3. Có hai con đầu bò, hai con ngưu ma vương ở phía trên mình. Và mình thì đang top 2 anh em ạ, vừa lên top 2 xong. Ika Eclox Si tình em. Hôm nay tên cũng đỡ gọi là vớ vẩn hơn là so với mấy hôm trước. Tên này còn có vẻ khá là ổn ổn đấy anh em ạ. Hello. Lên vua luôn. Định đuổi theo anh á, không ăn được đâu. Bình tĩnh đi. Nào, nào, bạn nào vào muốn thử sức với thanh kiếm siêu to khổng lồ của tôi nào. Thích thì bạn này vào. Một bạn vào, lên bảng điểm số. Bạn nào nữa? Hai bạn vào, lên bảng điểm số phát 2. Ok chưa? Ba bạn vào, nào. Bạn này. Bạn này muốn lên bảng điểm số thì sẵn sàng thôi. Quá là đơn giản đúng không? Chúng ta kiếm được rất là nhiều item. Một bé nữa lên bảng đếm số. Còn đợi chờ gì nữa đúng không? Hai bé lên bảng đếm số. Hay quá. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Chúng ta sẽ sang đây để tiếp tục chém vào con dưới à. Thôi con đấy nó lượn khá là hay đấy anh em. Chắc là cao thủ đấy. Léng phéng và nó lại phăng phát vào thì toang. Tốt nhất là thôi anh em ạ. Tốt nhất là thôi nên né. Né bạn ấy ra thôi nhá. Bạn ấy khá là khỏe. Thế thôi nhá. Nào, nào. Úi xổi ui. Đông lắm anh em ạ. Hai thanh niên là sẵn sàng hạ gục mình bất cứ lúc nào anh em ạ. Cho chỉ cần đi sai một nhịp thôi. Và mình đang cố gắng để đạt đến cái cảnh giới hoàn hảo là không chết mạng nào anh em. Nên cứ từ từ bình tĩnh anh em. Rồi. Úi giời giật lag anh em ạ. Game này vẫn lag như bình thường nhá. Hello bạn ơi. Si tình em đúng không? Bạn thanh niên ấy săn mình từ lúc nãy đến giờ rồi. Ôi, ôi, ui quả đấy thanh niên bị chém cái mình toang nhá. Quả đấy thanh niên kia chém mình là toang nhá. Ôi, chẳng hiểu lại tí lơ tại sao lại không chém à. Bình thường là bị chém rồi đấy. Có thể mai ngày 1 tháng 4 bạn ấy nhường mình chăng không anh em ạ. Anh em thấy không? Mình đang đuổi. Ai à, ai à. Thanh niên kia nó cứ dồn mình nhỉ. Khó chịu thật sự. Đấy, cứ đuổi theo sau đít nhỉ. Sau đít thì có tác dụng gì đâu. Thì mình sẽ ăn hết những các cái item ở trên này và thịt sạch những cái con ở trên này. Mình không quay lại đâu bạn ơi nhá. Double kill. Hay quá. Double kill. Trời ơi. Hơn 100.000 điểm rồi. Bạn đuổi theo tôi làm cái gì? Phải nói thật là bạn đuổi theo tôi làm cái nồi gì vậy? Ăn hết được đời rồng rồi kìa anh em. Wario. Wario này ở trong top không anh em ạ? Nhờn. Hết đuổi.
hết đuổi anh em ạ, không 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 hạ là thanh niên nó cứ đuổi mình đến tận cùng trái đất đây anh em ạ, nên mình bắt buộc phải hạ gục hắn nha, không còn cách nào khác cả. Thật thật sự là không còn cách nào khác để mà có thể lựa chọn nhá, mình hết cách lựa chọn rồi, không làm gì được nhé. Một bé lên bảng điểm số này bạn, bạn nào muốn hai bé lên bảng điểm số này, bạn nào muốn thử sức thêm thì vào nhé. Ok ok con dê nào, vào đây vào đây vào đây vào đây, chiến thôi. Rồi hai bé thì mình đã là 153.000 điểm anh em ạ, 153.000 điểm thì chắc vẫn quá là ok con dê luôn. Thật sự như vậy từ tôi đang chiến đấu với thanh niên này đã, và mình thấy đã đang khá là ổn anh em ạ, không có hiện tượng gì ấy lắm. Rồi ok, rồi anh em, chúng ta đang cố gắng để tiêu diệt những cái bọn kẻ địch này, mà thật ra nó cũng chẳng chẳng khó lắm đâu anh em, nó cũng ở cái cấp độ gọi là bình thường thôi, nên mình hoàn toàn có thể là đánh bại được, không vấn đề gì nhé. Ok tuyệt vời. Rồi anh em ơi, chúng ta đang di chuyển. Rồi anh em ơi, vẫn đang là vua anh em ạ. Mình vẫn là vua. Cái gì ấy nhỉ? Hết pin à? Máy mình hết pin anh em, nó báo. Hơn mình hơn 200.000 điểm à? Sao mình bị gặp toàn mấy thằng bé bé nhỉ? Mà mình không thể nào mà bứt lên được để lên giành những cái điểm số nó cao hơn nhỉ? Đúng không? Khá là khó. Khá là khó nhai. Hello bạn ơi, hello hello, nào 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 nào, úi xơi ơi, chém si tình em kìa, thanh niên kia lúc nãy mình hạ gục đấy, bây giờ chắc là khá là ấy đấy, sẽ muốn tìm chúng ta đây anh em. Ôi vẫn là đời cuối anh em, chúng ta lên được cả đời cuối rất là bá đạo, level rất là cao, nhìn có vẻ cũng rất là xịn sò anh em ạ. Nhờn này, chém này, bạn nào muốn vào đây là chúng ta hạ gục ngay và tiêu diệt gọn, đúng không anh em? Rồi một bé nữa, ôi trời, khá đơn giản nhờ, easy game. Ok anh em, chúng ta đang ăn được rất là nhiều cái item khác nhau, ít ít thôi đấy, ăn thêm rất là nhiều item nho nhỏ. Một bé lên bảng điểm số, bé nào muốn thêm phát nữa nào, bé nào muốn thêm phát nữa thì vào đây nhé, hạ gục nhanh và tiêu diệt gọn, quay ngược 360 độ luôn, quay lại vả nó phát nữa. Đúng rồi, quá dễ nhỉ, trận này dễ quá. Ok, hello bạn ơi, bạn vào đây thì bạn xác định luôn nha, vào đây là bạn xác định. Đông đấy anh em, cho cứ từ từ thôi, tôi còn 35 giây nữa anh em. Ấy 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 ấy, không dám vào đâu mà, thách luôn đấy. Mình đã kiếm được cái góc rất là đẹp rồi anh em ạ, chém từ dưới lên thì nó sẽ dễ hơn là chém từ trên xuống nha anh em. Nếu trên xuống chúng ta không nhìn được, bao quát được tất cả, nhưng mà nhìn từ dưới lên thì nhìn được tất cả nha anh em, tại vì góc này góc chết anh em ạ. Đấy thấy chưa, nhìn ổn chưa, chúng ta sẽ không bị lo tấn công từ phía dưới, tấn công từ bên phải và phía dưới không bị lo rồi, góc này quá đẹp.